Cuộc đối đầu về tác chiến điện tử đang diễn ra quyết liệt và có tác động lớn tại Ukraine. Hầu như mọi vũ khí hiện đại, từ các khẩu pháo cho đến tên lửa chính xác cao, đều dùng sóng vô tuyến, V3, hồng ngoại hoặc các tần số khác để nhận dữ liệu. Điều này khiến chúng dễ bị tác chiến điện tử khai thác. BBC dẫn lời một binh sĩ có bí danh là Alain thuộc một đơn vị tác chiến điện tử của Ukraine kể rằng đơn vị của anh có nhiệm vụ phát hiện tín hiệu điện tử từ mọi vũ khí của quân Nga. Họ tìm nguồn gốc tín hiệu, xác định loại vũ khí và báo cho các đơn vị khác tấn công. Những thông tin này cũng giúp các tướng lĩnh có một bức tranh toàn cảnh về chiến trường. Đại tá Ivan Pavlenko, chỉ huy bộ phận tác chiến điện tử và mạng máy tính của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine giải thích, nếu thấy nhiều trạm vô tuyến ở cùng một chỗ, tôi biết đó là một sở chỉ huy. Nếu thấy một số trạm vô tuyến di chuyển lên, tôi biết đó có thể là một cuộc tấn công hoặc phản công. Trong những ngày đầu chiến sự, giới quan sát ngạc nhiên khi các đơn vị tác chiến điện tử Nga tỏ ra yếu kém. Tuy nhiên, sau gần 18 tháng, lực lượng này đang khiến Ukraine vất vả đối phó. Trong cuộc phản công đang diễn ra, giới chuyên môn cho rằng Nga không chỉ kim chân Ukraine bằng những bãi mìn và hỏa lực mà còn với hàng loạt thiết bị tác chiến điện tử. Trang tin Insider dẫn lời chuyên gia UAV Steve Wright tại Đại học Tây Anh nhận xét Nga dùng rất nhiều kỹ thuật gây nhiễu. Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh Rusi ước tính Ukraine tổn thất đến 10.000 UAV một tháng. Lầu Năm Góc cho rằng kỹ thuật gây nhiễu của Nga còn ảnh hưởng độ chính xác của những vũ khí như bom JDAM và hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS. Chuyên gia David Lewis tại Rusi cho rằng dù Ukraine tiếp cận công nghệ hiện đại từ phương Tây, Nga luôn thích nghi nhanh chóng với những mối đe dọa về công nghệ. Trong vài năm qua, Nga đã phát triển nhiều loại thiết bị gây nhiễu như Krasukha 4 nhằm vào các radar trên không và phòng không, Zetel làm nhiễu tín hiệu vệ tinh, Laser 3 làm nhiễu liên lạc di động và vô tuyến. Quân đội Ukraine ước tính Nga đã có 18.000 binh sĩ tác chiến điện tử khi triển khai chiến dịch quân sự. Chuyên gia Brian Clark tại Viện Hudson, Mỹ cho rằng Nga đã điều động hàng trăm đơn vị tác chiến điện tử di động đối phó cuộc phản công của Ukraine. Hôm 12 tháng 8, chuyên trang quân sự C4ES Aeronet dẫn lời trợ lý Bộ trưởng Lục quân Mỹ phụ trách mua sắm vũ khí Dogfish bình luận tác chiến điện tử đang thể hiện hiệu quả cao đối với cả hai bên tại Ukraine và Mỹ, nên học hỏi từ điều đó. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.